Liên quan đến thị trường nông sản, thưa quý vị, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đang vào vụ thu hoạch bưởi đỏ. Đây là một loại trái cây đặc sản đã được xã Tráng Việt phục tráng và phát triển từ năm 2015 và bây giờ nó đã trở thành một loại cây để phát triển kinh tế theo hướng chủ lực của địa phương này. Dạ vâng, giống bưởi đỏ của Đông Cao là một giống bưởi quý hiếm, bưởi đẹp rực rỡ, nổi bật từ hình thức bên ngoài, mang sắc đỏ thu hút tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, may mắn, còn là sinh khí gắn kết tình cảm, khiến con người xích lại gần nhau mỗi dịp đoàn viên gia đình hay là mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhờ ý nghĩa đặc biệt mà bưởi đỏ Đông Cao rất được ưa chuộng để phục vụ nhu cầu tâm linh trong dịp Tết. Dù giá thành lên tới khoảng 100.000 đồng một quả, nhưng bưởi đỏ vẫn cháy hàng. Thời điểm này thì làng bưởi đỏ Đông Cao đang tất bật thu hoạch. Những ngày đầu tiên của năm mới 2022 tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Hàng chục vườn bưởi đỏ khoe sắc rực rỡ, sẵn sàng thu hoạch, phục vụ nhu cầu tâm linh dịp Tết Nguyên đán. Bưởi Đông Cao có màu đỏ như trái gốc, từ vỏ đến trong ruột, rất đẹp mắt. Thời gian thu hoạch bưởi đỏ Đông Cao là vào dịp cuối năm, đúng vào Tết Nguyên đán nên rất được người dùng ưa chuộng. Giá bưởi đỏ dao động từ 80 tới 100.000 đồng một quả, nhưng vẫn không đủ hàng để cung cấp. Đây thì bây giờ là hiện tại chúng tôi bắt đầu đang thu hoạch này. Đấy, đang thu hoạch thời điểm này để phục vụ vào rằm mùng 1 với Tết. Đấy, như cây này năm nay khoảng 50 quả đấy, trái rất đẹp. Điểm đặc biệt ở cây bưởi đỏ Đông Cao đó là những cây có tuổi đời từ 40 tới 60 năm vẫn cho trái rất sai và ngon. Mỗi cây bưởi cổ thụ như thế này có thể cho 200 đến 300 trái, mang lại thu nhập gần 3 triệu đồng mỗi gốc. Riêng dịp Tết có thể gấp đôi. Đến bây giờ thằng bưởi đỏ nó là nhất thơm luôn, cứ làm trong vườn chỉ thích người đấy. Một là cái màu của nó cũng đẹp, bà con vẫn cứ thích để mua cái giống về để thờ. Để phát triển bưởi đỏ Đông Cao, năm 2019, Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao được thành lập. Cũng từ đây, bưởi đỏ Đông Cao được áp dụng quy trình trồng Việt Gáp. Tới năm 2020, bưởi đỏ Đông Cao đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và dán tem truy xuất nguồn gốc, khẳng định chất lượng trên thị trường. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ước tính Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao sẽ xuất bán ra thị trường gần 5 vạn trái bưởi. Vâng, bưởi đỏ Đông Cao được xem như biểu trưng một vật phẩm phong thủy. Theo quan niệm, đây là màu mang lại điều may mắn. Mỗi dịp lễ Tết được rất nhiều người đặt trang trọng lên mâm ngũ quả hoặc chọn mua để biếu tặng và để chơi sau đó thì thưởng thức với ý nghĩa là mang lại mọi điều tốt lành cho gia đình, cho đối tác trong kinh doanh. Do đó người ta còn gọi bưởi đỏ Đông Cao là bưởi tài lộc, thưa quý vị. Dạ vâng, và tận dụng lợi thế đặc biệt này thì người dân ở Đông Cao còn chuyển đổi sang làm bưởi đỏ bonsai. Đây cũng là dịp Tết đầu tiên bưởi đỏ bonsai ra mắt thị trường. Những trái bưởi căng bóng, đỏ từ vỏ, cùi tới ruột. Đây vốn là giống bưởi đỏ Đông Cao được trồng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc từ hơn 60 năm trước. Nay đã mang trong mình một hình hài mới, đó là bưởi bonsai. Đặc điểm cái bưởi này thì chơi trong phòng khách mà trong những ngày Tết thì nó rất là đỏ đẹp. Đấy, nói chung về khách hàng thì mua thì ai cũng rất thích rồi, nhưng mà để sản xuất ra số lượng nhiều là vẫn còn phải vừa làm vừa học kinh nghiệm. Đấy, cũng chưa dám là sản xuất số lượng nhiều được bởi vì cái này đòi kỹ thuật nó rất là khó. Để tạo ra bưởi bonsai từ giống bưởi đỏ Đông Cao không hề dễ. Những cây bưởi giống được trồng từ 1 tới 2 năm có sức sống tốt, được đánh rễ để cho vào chậu. Thời điểm thích hợp nhất để đánh rễ cho cây là vào tháng 11 âm lịch. Sau khi bộ rễ đã phát triển tốt, cây sẽ có thể cho hoa và trái tự nhiên. Tuy nhiên, để tăng tính thẩm mỹ cho bưởi bonsai, người tạo tác sẽ tiến hành ghép thêm cành và quả cũng như uốn dáng cho cây theo ý đồ sáng tạo. Để hình thành cho nó cây đẹp, ấy, trước mắt là mình gọi là cây ươm cho đất, thì rồng 15 tuổi thì mình đã hướng cho nó rồi. Đấy, như cây này là chúng tôi đang hướng theo cái long hóa rồng. Thì có các tay chi trên và cái điểm chốt của nó là phần ngọn này. Thì làm cái này muốn gọi làm cái cảnh bonsai đấy thì chết là người bà con là phải hướng ngay từ lúc nhỏ, định dáng trực hay là dáng huyền hay là dáng siêu. Năm nay những cây bưởi đỏ bonsai này lần đầu tiên sẽ có mặt tại thị trường Hà Nội để phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Với giá thành từ 5 cho tới cả chục triệu đồng, bưởi cảnh bonsai có thể cho thu nhập cao gấp 5 cho tới 10 lần bưởi quả truyền thống.
Không chỉ tạo tác bưởi đỏ bonsai, hiện Hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao còn thử nghiệm ghép bưởi đỏ và bưởi diễn trong chậu để phục vụ thị hiếu đa dạng của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 thì nhiều làng hoa đã thu hẹp diện tích trồng. Tuy nhiên, làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, họ vẫn duy trì 70% diện tích canh tác hoa. Năm nay do thời tiết thuận lợi, số lượng hoa giảm nên giá hoa tăng, khiến cho người trồng hoa đang rất phấn khởi. Hoa được mùa, được giá, người dân Tây Tựu đang chờ mong vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần có thể giúp họ thu hồi những thiệt hại của nửa đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng phóng viên Nông nghiệp 24 giờ về thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc để cảm nhận được không khí ngày thu hoạch nhiều niềm vui trên cánh đồng hoa. Làng hoa Tây Tựu những ngày cuối năm 2021, cánh đồng hoa đã khoe sắc. Vụ hoa này Tây Tựu xuống giống 2/3 diện tích canh tác, đạt khoảng 500 hectare hoa. Ngay từ đầu vụ hoa Tết, các ruộng hoa đều đã có thương lái đặt mua. Thời tiết năm nay thì nó thuận lợi cho cây hoa hơn so với mọi năm. Từ cây cho đến bông nó đều đẹp hơn cả. Chỉ hơn 4 tháng trước, mảnh vườn này của gia đình anh Nguyễn Văn Hơn vẫn còn ngập trong cỏ dại. Thế nhưng ngày hôm nay, 5 vạn củ ly của anh đã ra nụ, đơm hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. 90 ngày cho một lứa hoa ly cũng là khoảng thời gian người trồng hoa nín thở chờ diễn biến của dịch bệnh. Năm 2021, do những ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều làng trồng hoa lớn đã thu hẹp diện tích canh tác, khiến số lượng hoa sụt giảm. Đó là lợi thế giúp giá hoa Tây Tựu được nâng lên từ 3 tới 5 lần. Trung bình, mỗi xào hoa hồng, người dân có thể lãi khoảng 50 triệu đồng, hoa ly có thể lãi cao hơn, đạt gần 100 triệu đồng cho mỗi xào. Thời điểm dịch thì giá hoa phải tăng gấp 4-5 lần cũng lại gỡ lại được, cũng được dư ít tiền tiêu Tết. Chỉ ngày mai thôi, toàn bộ số hoa này sẽ được anh Hơn giao hết cho thương lái. Với mức giá hơn 200.000 đồng một bó 10 cành hoa ly như hiện nay, năm nay gia đình anh Hơn dự kiến thu về hơn 1 tỷ đồng từ hoa ly. Một năm dịch bệnh nhiều khó khăn, khi những luống hoa đều đã thu hoạch xong, mới là lúc người dân Tây Tựu yên tâm đón Tết. Giờ này thì chúng tôi là rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng rồi, không có cái gì phải suy nghĩ nữa cả. Được mùa như này thì tươm. Tôi chúc người dân Tây Tựu và tất cả những người dân làm về hoa ở các người đấy thì một năm mới thật tràn đầy hạnh phúc, thật vui vẻ. Con tôi biết nó bay hết cả đi. Thưa quý vị, những ngày cận Tết như thế này, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao và cũng là lúc mà những làng nghề thủ công như là nghề dệt chiếu trở nên sôi động hơn. Thời điểm hiện tại thì người dân tại làng chiếu Định Yên, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp đang tất bật hối hả sản xuất phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2022. Những ngày này, về thăm làng chiếu trăm tuổi Định Yên, nước tiếng gần xa, mọi người sẽ bị choáng ngợp trong một khung cảnh ngập tràn màu sắc và âm thanh rộn rã từ khung máy dệt. Hai bên đường là hình ảnh người dân đang tất bật bên những công việc nhuộm màu, phơi lát, dệt, phơi chiếu, không ngơi tay. Phải tranh thủ, dệt thêm cả buổi đêm mới kịp giao cho thương lái. Ngày hôm mọi ngày thì làm nó ít tại vì số lượng đi không có nhiều. Ngày Tết này là người ta đi nhiều, lái đi nhiều rồi mình phải dệt nhiều hơn. Chiếu nó cũng bình quân lên 1.000-2.000 chứ không có lên nhiều. Lát lên nhiều thì lát chiếu lên có 1.000-2.000 dữ lắm rồi. Các công đoạn dệt chiếu giờ đây đã được thay thế bằng những chiếc máy dệt hiện đại hơn, nâng cao năng suất làm việc. 70% hộ dân nơi đây sinh sống bằng nghề dệt chiếu. Bên cạnh những hộ gia đình nhỏ lẻ có từ 1 đến 3 máy, những cơ sở sản xuất chiếu quy mô lớn với công suất từ 10 đến 20 máy đã giúp cho những hộ không có tiền mua máy có được nguồn thu ổn định. Bà Nguyễn Thị Tuyết, 56 tuổi, hơn 15 năm gắn bó với nghề dệt chiếu cho biết, tùy theo loại chiếu, trung bình một ngày, người thợ như bà dệt được từ 10 đến 15 tấm chiếu, thu nhập từ 150 đến 180 ngàn đồng. Cô Bằng là mười mấy năm rồi, thấy cũng được lắm. Hồi lúc đó cô Bằng cô cũng dệt chiếu tay đó, cũng thiếu sống rồi đó, không đủ sống. Rồi sau này hợp tác xã Thanh Bình ra chiếu này nè, là cô thấy gia đình cô sống khỏe. Từ đôi bàn tay khéo léo, mỗi năm, làng chiếu Định Yên cung cấp hàng triệu sản phẩm chiếu có hoa văn rực rỡ, mềm mại và bền chắc, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Năm nay,
Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên sức mua chiếu cũng có phần suy giảm hơn mọi năm. Nguồn cung lát khan hiếm và giá tăng lên cũng khiến cho một số người dân làng nghề gặp không ít khó khăn. Thế nhưng với họ, duy trì nghề dệt chiếu từ bao giờ đã không còn chỉ là vì kế sinh nhai, mà nó còn là cách họ duy trì truyền thống ông cha để lại, giữ gìn bản sắc quê hương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết đang về khắp các làng quê vùng Bắc Bộ, không khí hiện đang vô cùng nhộn nhịp. Năm nay, dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng không vì vậy mà các hoạt động đón Tết bị trầm lắng. Tại các vùng ngoại thành của thủ đô Hà Nội, các gia đình đang tất bật gói bánh chưng và chuẩn bị các món ăn truyền thống cho ngày lễ Tết. Trong bản tin đặc biệt những ngày cuối cùng của năm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên của Nông nghiệp 24 giờ về với thị trấn Quốc Oai để chúng ta cùng cảm nhận cái không khí đón Tết của người dân địa phương nơi đây qua phóng sự sau đây. Những ngày cận Tết, gia đình ông Nguyễn Danh Dậu đang tất bật gói bánh chưng để bán cho các gia đình trong làng Đình Tủ và các địa phương lân cận. Trung bình mỗi ngày, ông Dậu cùng các thành viên gói khoảng 400 chiếc bánh, người rửa lá, người làm nhân, người bục bánh. Dịch Covid-19 dường như không mấy ảnh hưởng đến không khí đón Tết ở các làng quê những ngày này. Không có gì ảnh hưởng gì cả. Chúng tôi vẫn làm bình thường, như hàng năm vẫn làm như thế này. Những dịp Tết thì là rất nhiều. Đông người làm mà lại đói, trông thấy bà con làm như này này. Chúng tôi vừa là vui, kể là mệt nhọc nhưng vẫn phải là cố gắng để phục vụ nhân dân. Không chỉ gói bánh chưng, từ ngày 20 tháng 12 âm lịch trở đi là thời điểm người dân tại địa phương bắt đầu nhộn nhịp nướng cá để phục vụ cho người dân làm món cá kho vào ngày Tết. Trung bình mỗi ngày, bếp nướng của anh Quân nhận nướng thuê khoảng 50 đến 70 xiếc cá như thế này. Anh Quân cho biết đây là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của người dân làng Đình Tổ. Vì vậy, dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng lượng cá nướng được anh bán ra vẫn đều đặn như mọi năm. Ngày Tết như thế này là không khí của cái địa phương thì tùy các nơi, nhưng địa phương mình đây lần này là dịch thế này thì kể ra thì cũng tạm được thôi, cũng là vui chứ không phải là buồn gì cả. Về Tết này là nhà nào cũng vui cả. Khác với nhiều làng quê khác thường kho cá tươi, thì tại Đình Tổ những con cá chấm đen hoặc chấm trắng được người dân làm sạch, cắt khúc nhỏ và xếp vào những tấm xếp tre như thế này. Đặc biệt để giữ độ dai ngon, trước khi kho, người dân thường nướng cá chín độ vàng ươm và tuyệt đối không ướp gia vị khi nướng. Những xiếc cá vàng ươm là nguyên liệu cho món cá kho, cũng là món ăn không thể thiếu của người dân làng Đình Tổ trong những ngày Tết. Mùa xuân phải có món cá nữa, là cái đặc sản của địa phương chúng tôi, cổ truyền từ xưa đến giờ, là các cụ để lại, truyền lại, mà đến bây giờ thực dụng hiện nay là địa phương chúng tôi cũng đang tiếp tục, tức là làm cái cá nướng này theo cái cổ truyền của dân tộc, nó là cái món đặc sản của địa phương. Những chiếc bánh chưng đang được hoàn thiện, những xiếc cá vàng ươm đang chờ được kho dưới lửa đỏ và đã trở thành những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm bình dị ngày Tết ở làng quê vùng Bắc Bộ.